Anh, cái đầm này đẹp quá nè, anh mua cho em nha. Em muốn bao nhiêu mà không được. Đợi anh chút. Alo Bảo à, cái tiền mà lần trước em vay của anh ấy. Tôi làm gì bây giờ có tiền trả cho anh? Hơn nữa bọn anh thiếu tiền sao? Tiền của tôi á cũng không phải là ở trên trời rơi xuống đâu. Nếu mà anh không trả. Đi em, anh thích mua gì anh mua cho cái đó. Ê Bảo, tiền nợ tôi còn chưa trả lại còn đi bao gái à? Khi đó anh xem em là em nên anh mới cho em mượn tiền. Em thì tốt lắm, có tiền thì không trả. Em xem anh là gì vậy? Là ba em đó. Anh có điều á, anh không có được con nhiều như em. Anh cho em một tuần á để trả hết tiền cho anh. Em. Mỗi người đều khác, mỗi người đều có những